Biết chuột ngày càng ngông cuồng, nhà trời đã cho các con giáp xuống trần để hỗ trợ cho mèo nhằm thức tỉnh chuột và giúp đỡ người dân. Chúng ta tới giúp mèo đây. Ngưng tay, đình chi. Các ngươi có chịu thua chưa? Được rồi, ta thua. Thả con trai ta ra, ta hứa không trộm cắp của con người nữa. Ta hứa. Chúng ta phải bắt tay thỏa thuận chứ. Cảm ơn các vị. Nhờ Thái Thượng Lão Quân đoán biết anh sẽ gặp nguy hiểm nên xin Ngọc Hoàng cho chúng tôi đến cứu. Quả là Thái Thượng Lão Quân thần thông quảng đại. Các vị về trời xin gửi lời cảm ơn của chúng tôi. Anh mèo không về trời sao? Chúng tôi thích con người. Giả lại sắp đến Tết, phải có người canh chừng chuột cho con người chứ. Mèo cùng với các con giáp trong 12 con giáp làm đúng nhiệm vụ của mình. Từ đó, mèo trở thành bạn thân của con người và được người ưu đãi đặc biệt hơn những vật nuôi khác trong nhà. Mỗi năm đến lượt mình làm linh vật, mèo luôn thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy, khéo léo để giúp đỡ con người. Con chuột thì vẫn ghét mèo nhưng chẳng làm gì được.